mình vượt trội hơn chồng á, thì nó chỉ là ở bên ngoài về cái nghề nghiệp, mà khi mà về nhà thì mình vẫn là vợ và vẫn tôn trọng chồng. Mình sẽ tìm những cái lời nói nào nó nhẹ nhàng hơn và phân tích chút xíu cho chồng mình hiểu, để cho người ta bớt cái tự ti mặc cảm phần nào. Một cái tờ tiền thôi, dù nó thẳng thớm hay nó nhàu bẩn, cái giá trị của nó đâu có đổi, đúng không ạ? Vậy mỗi người chúng ta còn có giá trị hơn cả cái tờ tiền như vậy nữa. Vậy quan trọng hơn là chúng ta hãy tự mình nhận thức được cái giá trị đó của mình. Nếu mình đã có những vẻ đẹp bên trong, tôi nghĩ là dù đàn ông hay phụ nữ, chúng ta hãy học cách làm lộ nó ra, làm lộ cái vẻ đẹp đó ra bên ngoài. Các bạn đừng có nói là thôi tôi có vẻ đẹp tiềm ẩn chị ơi, càng ẩn tìm nó dạ. Ẩn mà tìm hoài càng tìm đó. Càng ẩn thì nó rất là phí, đúng không ạ? Vậy thì không có gì mà chúng ta không có thể làm được nếu mà chúng ta có tình yêu thương.